công việc ở nhà thì đang đi đi, không lo làm, ra đây hẹn hò với trai. Cô chủ, cô chủ đừng có nói quay. Mày em đi, tao đang dạy người ở nhà tao, ai cho mày xí vô. Mày dám ăn cắp đồ của cậu chủ hả? Hả? Bà nói gì con không hiểu, con không có ăn cắp. Vậy chứ cái này là cái gì? Hả? Mày đừng có già hàm lẻo mép nghe chưa. Cái kẹp này rõ ràng là của cậu chủ. Cô gái đó từ chối tình cảm của con. Cậu từ chối là gì? Gia đình mình nghèo hay là sao vậy con? Dạ không, chỉ là cô nói cô chưa nghĩ tới chuyện đó. Con có tình ý với con nhỏ đó đúng không? Con nhỏ đó là nhỏ nào vậy? Con đừng có giả bộ, là con Ngọc Bích chứ con nào. Trời ơi, tưởng gì nói ai, ai về gì nói tới con nhỏ ở đợ đó. Vậy con là cậu chủ, là người thừa kế cái gia sản này. Con vậy mà con đi quan tâm tới con nhỏ ở đợ hả? Vì coi thường con quá. Mai này khi không được sống gần con nữa, má sẽ nhớ con nhiều lắm. Má là nghĩ tới chuyện gả con cho người ta nữa chứ gì. Con không chịu đâu. Con á sẽ ở cạnh má hoài hoài. Dạ, chết luôn. Người nghèo như tôi á, nếu mà con làm biếng thì lấy gì mà sống. Cậu may mắn á, được sinh ra làm con nhà giàu, nên cậu đâu có hiểu được những nỗi cơ cực mà người nghèo như tôi phải chịu. Sao không hiểu? Ở xung quanh đây người nghèo thiếu gì, ngày nào tôi cũng gặp. Nếu như đã hiểu á, thì cậu phải biết trân trọng những gì mà cậu đang có.